AI và gaming là hai buzzword được kỳ vọng sẽ giúp thu hút lượng lớn người dùng cũng như dòng tiền từ truyền thống đổ vào crypto market. Nhiều dự án đã được ra đời thuộc cả hai trend, nhưng chỉ số ít giao thức có thể kết hợp AI và gaming vào cùng sản phẩm của mình. Nổi bật trong đó chỉ có Curve, một nền tảng với tham vọng trở thành modular data layer lớn nhất thị trường crypto, được xây dựng chuyên biệt cho AI và gaming. Vậy Curve có gì đặc biệt? Dự án đang xây dựng những sản phẩm nào? Hãy cùng ChainCoinVN tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Curve là dự án cơ sở hạ tầng với mục tiêu xây dựng một modular data layer lớn nhất, chuyên biệt cho các dự án gaming và AI. Curve đang xây dựng một hệ sinh thái với sản phẩm chủ lực là Curve Protocol và một số sản phẩm phụ bao gồm Curve Play và Curve AI. Cùng với sự ra đời và nổi lên của Internet từ những năm 90, một từ khóa mới đó là dữ liệu người dùng bắt đầu được nói đến nhiều hơn. Mỗi ngày, những người dùng Internet trung bình tạo ra khoảng 146GB dữ liệu thông qua các tương tác trên mạng xã hội, công việc, thương mại điện tử. Tuy nhiên, có một vấn đề đã nổi cộm, đó là các tổ chức lớn sử dụng dữ liệu của người dùng không đúng cách, gây tổn hại tới những thông tin riêng tư. Dữ liệu cá nhân đáng lẽ ra phải thuộc sự kiểm soát của chính người dùng, thì nó lại nằm trong tay số ít các tập đoàn truyền thống lớn như Facebook, và họ là người nhận được lợi ích trực tiếp. Việc thiếu kiểm soát đối với dữ liệu cá nhân làm cho người dùng mất đi quyền riêng tư, cũng như làm giảm đi khả năng tạo giá trị trên chính dữ liệu mà họ sử dụng và đáng lý được nhận. Rất ít các giải pháp giải quyết được vấn nạn này và trao quyền sở hữu thực sự cho người dùng, cho tới khi blockchain ra đời, mở ra một cánh cổng mới về quyền riêng tư và tính phân cấp. Tuy nhiên, công nghệ này còn mới mẻ, do đó trải nghiệm rất phức tạp dành cho người phổ thông. Curve nhận ra những vấn đề trên và đề xuất xây dựng một cơ sở hạ tầng cho gaming và AI. Đặt người dùng làm trung tâm, Curve hướng tới một nền kinh tế bền vững hơn, nơi user có thể toàn quyền sở hữu, chia sẻ và tạo giá trị trên chính dữ liệu cá nhân của mình. Curve Protocol là sản phẩm chính của Curve. Đây là một modular data layer giúp trao đổi và chia sẻ giá trị của dữ liệu dễ dàng và thuận tiện hơn. Curve Protocol tập trung nhiều vào dữ liệu mảng AI và gaming. Curve Protocol mang đến đa dạng các use case cho nhiều đối tượng. Cụ thể là, thứ nhất là cho người dùng, cho phép user tổng hợp, sở hữu và kiểm soát những dữ liệu do mình tạo ra. Curve Protocol còn trao quyền cho người dùng tự do lựa chọn, chia sẻ thông tin xác thực của mình cho những đối tượng mà họ muốn để nâng cao tính bảo mật và trải nghiệm. Thứ hai là các dự án game và AI. Curve sẽ cung cấp nguồn dữ liệu chất lượng có tính chính xác cao cho các dự án gaming. Đặc biệt, những data này sẽ giúp cho các nhà phát triển hướng tới đúng đối tượng khách hàng của mình. Từ đó, giúp họ hiểu tệp người dùng của mình và giữ chân người chơi tốt hơn. Curve cung cấp cho các dự án AI kho dữ liệu với số lượng lớn và luôn có sẵn để sử dụng. Từ đó, tạo điều kiện giúp cho các giao thức AI phát triển mạnh mẽ hơn. Data do Curve cung cấp có thể sử dụng và chia sẻ dễ dàng mà không cần tin cậy, nhưng chúng vẫn được đảm bảo tuân thủ quy định và quyền riêng tư dữ liệu. Hiện sản phẩm Curve Protocol đã đạt được một vài thành tựu đáng chú ý, như là đã hỗ trợ cho hơn 780 trò chơi và công ty AI cả Web 2 lẫn Web 3. Chi tiết thì có thể kể đến như Electronic Arts, Netmarble, AliCloud. Những tổ chức này đang sử dụng sản phẩm Curve Protocol theo những mục riêng biệt để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của họ, như NPC Training, cơ chế Anti-CB, và đã thành công khi đưa hơn 920.000 cá nhân đăng ký sử dụng Curve ID để tham gia vào chương trình thành viên của Curve có tên là Lifetime Membership of Passive Income. Thứ hai mình muốn nói đến đó là Curve AI. Curve AI là một Telegram bot giúp người dùng chưa có nhiều kiến thức hay kinh nghiệm có thể tiếp cận được nguồn thông tin lớn về game. Curve AI sẽ giống như trợ lý ảo hỗ trợ user trong quá trình tham gia sử dụng sản phẩm Curve Play. AI này sẽ được tích hợp liền mạch với các ví Web3, tích hợp ID hay game social network được xây dựng trên thân. Thứ ba là Curve Play. Curve Play là một sản phẩm quan trọng nhất hệ sinh thái Curve. Đây là hệ thống xác thực đa nền tảng đầu tiên và còn là một nền tảng mạng xã hội tổng hợp các Web3 gaming dành cho game thủ. Người chơi tham gia vào Curve Play có thể chơi game, chia sẻ dữ liệu, xây dựng danh tính của mình và nhận lại phần thưởng. Về phía các trò chơi, nếu tích hợp lên Curve Play sẽ được hỗ trợ các công cụ để tiếp cận, phát triển và hiểu người chơi của mình hơn. Thứ tư là MOFF Bot và Customer Data Platform. MOFF là một Community Bot
giúp quản lý các server Discord một cách tự động như con người. Sản phẩm này có tích hợp với SDK K và trước đó từng là một dự án giành chiến thắng ở Zero to Hero Hackathon do BNB Chain tổ chức. MOFF Bot sẽ giúp phát triển cộng đồng, đồng thời hỗ trợ các nhà phát triển nhiều hơn về người dùng của mình thông qua các tính năng phân tích. Và cuối cùng là Car Account. Car Account hay Car ID là các tài khoản định danh trên Car được tích hợp với tiêu chuẩn ERC-7231 được tạo ra bởi chính dự án Car. Car ID sẽ là Multi-Chain Identity Aggregating, tức mã định danh tổng hợp đa chuỗi cả các ID. Trên Web 2 và Web 3, Car ID có một số đặc điểm bao gồm: thứ nhất là hiển thị thông tin xác thực, tất cả các thông tin gồm quyền sở hữu, mối quan hệ xã hội, kinh nghiệm hay những hành vi của người dùng đều sẽ được lưu trữ và xác minh thành danh tính kỹ thuật số. Thứ hai là khả năng tích hợp cao. Các ứng dụng có thể tích hợp Car ID và được quyền truy cập vào dữ liệu của người dùng trong các sản phẩm của họ, từ đó nâng cao khả năng tương tác. Về tokenomics của dự án thì JCoinVN vẫn đang trong quá trình cập nhật. Các bạn hãy theo dõi kênh để có được những thông tin chính xác và cụ thể nhanh chóng nhất nhé. Trên đây là toàn bộ thông tin về dự án Car. Về tổng quan, dự án đã nhận được rất nhiều sự quan tâm với ý tưởng trao quyền sở hữu dữ liệu cho người dùng của mình. Điều này thể hiện qua các chỉ số engagement trên các kênh social của Car đều rất tốt. Cụ thể, dự án Twitter đạt hơn 400.000 follows, Telegram với hơn 20.000 members đang hoạt động. Các sản phẩm của Car đang build và có liên quan đến hai trend hot của thị trường là AI và gaming. Car nhiều khả năng sẽ được chú ý và hưởng lợi nếu hai keyword này FOMO hơn trong tương lai. Những nhận định trên của mình đều mang ý kiến cá nhân. Còn bạn nghĩ sao về tiềm năng của dự án này trong tương lai? Liệu Car có hiện thực hóa được ý tưởng của mình hay không? Hãy để lại bình luận để chia sẻ cùng cộng đồng ChainCoinVN. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.